Mấy bữa nay trời tuyết lạnh quá nên muốn ăn món gì nóng nóng cho nó ấm người. Sáng thì mình đã thức dậy từ sớm gan gạo để nấu cái nồi cháo hải sản tôm với bạch tuộc. Sáng mà nấu cái nồi cháo này là cái bếp nó ấm hiểm luôn. Quay qua làm thêm miếng gỏi bắp chuối chấm với muối ớt nữa cho nó đã. Trời này mà cứ đi ra đường thì không lạnh thì cũng tuyết rơi suốt thôi. Mùa hè thì không có nói gì, chứ mỗi lần mà tới mùa đông á là phải chống lại với cái lạnh cắt da cắt thịt. Ghế cờ rau găm của mình á chồng cũng phải để trong hũ giống vậy nè. Thật sự thì tháng này mình đã tiêu hết 30 củ rồi, mà trong đó có tiền học, tiền nhà, điện nước, ga, bảo hiểm này kia các kiểu. Chứ một tháng mình ăn thoải mái tiêu xài này kia thì chắc có 10 thôi. Tối thì trời lạnh nên mình cũng muốn ăn cái gì cho nó nóng nóng. Bình thường thì mình ăn tiệm ăn lặt vặt này kia thôi, chứ ít khi nấu cơm ở trong nhà lắm. Mình mua bao gạo 5 kg mà có khi nửa năm luôn ăn chưa hết. Cái chân cua này thì một người ăn tầm 2 chân thôi là no luôn rồi đó. Để mình làm vài đũa mì cái coi chứ đói quá trời đói rồi. Cái chân cua này thứ nhất là đạm nhiều, cái thứ hai là nó chắc thịt quá. Làm thêm tô mì gói nó thôi là tao nói chắc bụng luôn. Trong tủ lạnh của mình đó thì lúc nào cũng dự trữ hải sản hết trơn. Nào là tôm, cua, bạch tuộc, chân gà, giò heo đồ có đủ hết. Kiểu mình mua dự trữ tới tối muốn ăn cái nào thì lôi ra làm thôi. Chân cua hoàng đế này thì lúc nào giảm giá thì mình mua sẵn để dành ở trong tủ lạnh. Ở bên Nhật sắp gần Tết nè nên là cua này ta bán nhiều dữ lắm. Kiểu như Tết ở bên Nhật thì họ có phong trào ăn cua hoàng đế. Chân cua hôm trước thì mình mua 1 củ 2, bữa nay nó giảm xuống còn có 1 củ à. Không biết mọi người coi xong cái clip này thì có đi pha mì ăn liền hay không, chứ mình là tối nào cũng thèm tô mì gói chua cay hết. Mà đặc biệt là phải có topping ăn no nê thì mới ngủ được.